Thưa quý vị, cùng với bệnh dịch tả heo châu Phi đang diễn biến hết sức phức tạp, từ đầu năm đến nay, cả nước còn phải đối phó với bệnh lở mồm long móng trên đàn gia súc. Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, vào ngày 14 tháng 3 năm 2019, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã phát hiện đàn heo ở phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ dương tính với bệnh lở mồm long móng. Tính đến ngày 2 tháng 4 năm 2019, thì bệnh lở mồm long móng đã xuất hiện tại 6 xã phường của thị xã Phú Mỹ, thành phố Bà Rịa và huyện Xuyên Mộc với hơn 500 con heo mắc bệnh phải tiêu hủy. Bệnh lở mồm long móng rất nguy hiểm, virus lở mồm long móng có thể tồn tại nhiều ngày ngoài môi trường và đây là bệnh truyền nhiễm cấp tính, sẽ gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi nếu bà con không có biện pháp chủ động phòng ngừa. Vậy làm thế nào để phòng chống bệnh lở mồm long móng? Người chăn nuôi phải làm gì nếu phát hiện đàn gia súc nhiễm bệnh lở mồm long móng? Đây sẽ là nội dung của buổi tọa đàm hôm nay với chủ đề khẩn cấp triển khai các biện pháp phòng chống bệnh lở mồm long móng trên đàn gia súc. Chúng tôi trân trọng giới thiệu khách mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu ông Giao Văn Sĩ, trưởng phòng nghiệp vụ chăn nuôi Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh. Xin được trân trọng giới thiệu ông Trương Quang Nghĩa, phó trưởng trạm chẩn đoán xét nghiệm và điều trị bệnh động vật Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh. Xin được trân trọng giới thiệu ông Võ Gia Tân, trưởng trạm chăn nuôi và thú y huyện Xuyên Mộc. Xin được cảm ơn các vị khách mời đã dành thời gian tham gia chương trình của chúng tôi. Trước khi bắt đầu buổi tọa đàm, xin mời các vị khách mời cùng quý vị khán giả theo dõi clip sau đây. Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, tính đến ngày 2 tháng 4 năm 2019, trên địa bàn tỉnh, bệnh lở mồm long móng đã xuất hiện tại 6 xã phường. Mặc dù bệnh đã tạm thời được khống chế, nhưng theo khuyến cáo của các nhà chuyên môn, nguy cơ bệnh lở mồm long móng lan rộng trên đàn gia súc đã rất cao, bởi virus lở mồm long móng lưu hành rộng rãi trong môi trường và trong đàn gia súc. Khi gặp điều kiện thời tiết thay đổi, sức chống chịu của đàn gia súc giảm, các virus này nhanh chóng phát triển thành ổ dịch. Một trong những nguyên nhân khác làm lây lan bệnh lở mồm long móng là do người chăn nuôi ở một số địa phương và cán bộ thú y cơ sở khi phát hiện gia súc mắc bệnh đã không báo ngay cho cơ quan thú y cấp trên và chính quyền cơ sở tự điều trị gia súc bệnh. Điều này gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch và làm tăng nguy cơ phát tán mầm bệnh cho các hộ chăn nuôi xung quanh. Để ngăn chặn bệnh lở mồm long móng có hiệu quả và không để xảy ra dịch, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, trạm thú y các huyện thành phố đã tổ chức các lớp tập huấn về công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, tăng cường giám sát, kiểm tra việc giết mổ, vận chuyển gia súc nhằm phát hiện sớm các trường hợp gia súc mắc bệnh để kịp thời xử lý. Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh khuyến cáo người chăn nuôi nên áp dụng chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, có chế độ dinh dưỡng hợp lý, định kỳ sát trùng tiêu độc chuồng trại. Vấn đề quan trọng vẫn là người chăn nuôi phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch bệnh của cơ quan thú y, tránh nguy cơ lây lan bệnh lở mồm long móng trên diện rộng. Thưa các vị khách mời, hiện nay thì bệnh lở mồm long móng đã khiến hơn 500 con heo trên địa bàn tỉnh mắc bệnh phải tiêu hủy, làm ảnh hưởng không nhỏ đến người chăn nuôi cũng như gây tâm lý hoang mang cho người tiêu dùng. Như vậy thì đâu là nguyên nhân dẫn đến bệnh lở mồm long móng tái bùng phát ở thời điểm này ạ? Thì qua cái điều tra dịch tễ thì cái dịch lở mồm long móng này nó có một số đặc điểm mà dẫn đến nguyên nhân bùng phát như sau. Thứ nhất đấy, thì hầu hết tất cả các đàn heo mà mắc bệnh ấy thì đều là những con heo chưa được tiêm phòng, là do nó phát sinh sau cái đợt tiêm phòng đợt 2 năm 2018, tức tháng 10 2018, và một số con heo nái thì là nó hết thời gian bảo hộ. Đấy là một cái đặc điểm về cái tiêm phòng. Một cái đặc điểm thứ hai nữa ấy, thì qua cái điều tra dịch tễ ấy, thì là thì ở 21 ổ dịch ấy, thì là có đến coi như là 16 ổ dịch ấy, thì có một cái đặc điểm đấy là trong một thời gian khoảng cỡ độ 10 ngày trước khi bùng phát ổ dịch thì có cái yếu tố đấy là các thương lái và cái người mua bán vào xem heo, mua xe vận chuyển heo và xe vận chuyển cái thức ăn và những vùng khác vào. Đấy là cái tố vùng vận chuyển. Và cũng là một cái đồng thời nữa thì cũng ngay cái đợt dịch ra Bà Rịa Vũng Tàu thì cái một yếu tố nữa rất là các địa phương khác ở trên một số địa phương khác trên cả nước mà đặc biệt mình Đông Nam Bộ mình đấy thì dịch trùng mong cũng đã và đang xảy ra. Chính vì vậy thì cái gây nên một số cái hộ đã dịch xảy ra dịch ở tại Bà Rịa Vũng Tàu. Và đây một cái đặc biệt nữa đó là cái qua 21 ổ dịch ở trên bàn tỉnh thì đều xảy ra ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ
tức là cái mức độ an toàn và mức độ chăm sóc bảo vệ đàn heo thấp, tương đối thấp cho nó đến cho còn đến thời điểm này thì là hơn 160 trang trại trên bản tỉnh thì cũng chưa có trang trại chăn nuôi tập trung nào mà xuất hiện cái ổ dịch lở mồm long móng. Thưa ông Trương Quang Nghĩa, trước nguy cơ bệnh lở mồm long móng lan rộng, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã tăng cường công tác phòng chống bệnh lở mồm long móng trên đàn gia súc của tỉnh ra sao ạ, thưa ông? Trước cái tình hình dịch bệnh lở mồm móng diễn ra ở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Chi cục Chăn nuôi Thú y đã tiến hành nhiều cái biện pháp đồng bộ để tập trung phòng chống dịch bệnh mang lại hiệu quả nhất. Trong đó tập trung vô thứ nhất là giám sát dịch bệnh lở mồm móng, là ngay khi phát hiện ổ dịch đầu tiên, chi cục đã cử ngay lực lượng chuyên môn tập trung khoanh vùng xử lý ổ dịch theo quy định và triển khai nhiều biện pháp, ví dụ như là lấy mẫu xét nghiệm, phối hợp với cơ quan chi cục thú y vùng 6 thành phố Hồ Chí Minh xét nghiệm để định tiếp ra các cái chủng virus gây bệnh để có biện pháp sử dụng vaccine lở mồm móng hiệu quả nhất. Ngoài ra, chi cục còn tăng cường kiểm soát việc mua bán, vận chuyển gia súc, sản phẩm gia súc để ngăn chặn các cái mầm bệnh lây lan trong cộng đồng và tuyên truyền đến các hộ chăn nuôi, các trang trại chăn nuôi tập trung và cơ sở giết mổ vấn đề tác hại của bệnh lở mồm long móng như thế nào để và hướng dẫn người ta có cái biện pháp phòng chống khi mà chưa xảy ra bệnh tại những hộ mà vẫn còn an toàn dịch bệnh lở mồm móng. Thưa ông Giao Văn Sĩ, với vai trò của một cơ quan chức năng là có nhiệm vụ quản lý dịch bệnh lở mồm long móng trên đàn gia súc thì trong thời gian qua chi cục thú y tỉnh đã tích cực triển khai công tác phòng chống bệnh nhưng kết quả vẫn chưa đạt 100%. Thưa ông, như vậy thì nguyên nhân do đâu ạ? Đối với bệnh lở móng này thì cái yếu tố đầu tiên đó là yếu tố phải là tiêm phòng. Vì hiện nay là thực sự nói là cái gọi là cái vũ khí mà chống lại lở mồm móng, với vũ khí về tối ưu nhất vẫn đấy là vẫn là cái bà con chăn nuôi là phải thực hiện tiêm phòng đầy đủ và đúng đúng lứa tuổi, đúng cái liệu trình. Thì đấy thì là tuy nhiên thì là cái trong hai cái cuối 2018 ấy thì chúng ta đã triển khai các đợt tiêm phòng được 2018 thì tỷ lệ đạt tương đối cao. Nhưng mà sau đấy thì cái đến cái đoạn giao mùa này thì cùng với cái yếu tố thời tiết và một số xuất hiện một số cái heo đàn heo mới mà còn chưa được tiêm và một số hết đã cái hết thời gian bảo hộ. Rồi đấy thì coi như là cái dẫn đến thì coi như là còn sót lại một số cái đàn heo nhưng chưa đến phòng, nó không đạt được 100%. Đấy, một mặt khác nữa ấy, thì là ngay trong cái tiêm phòng thì để mà bạn đức độ mà để đạt bảo hộ mà để mà an toàn bệnh ấy thì đòi hỏi là phải tiêm hai mũi cách nhau coi như là 21 ngày. Tuy nhiên là một số người chăn nuôi thì cũng ngại cái chuyện mà tiêm hai mũi đấy, thì là tiêm có một mũi thì mức độ bảo hộ không đạt được như cái khi kiểm tra cái kháng thể thì nó không đạt được cái tỷ lệ bảo hộ là trên 70%. Thưa ông Võ Gia Tân, hiện nay thì cái công tác và tiêm phòng lở mồm long móng trên đàn gia súc ở huyện Xuyên Mộc thì đã được tiến hành ra sao ạ, thưa ông? Trước cái tình hình dịch lở mồm móng xảy ra trên địa bàn huyện như vừa qua thì chúng tôi cũng đã tham mưu cho ủy ban dân huyện, cho chi cục thú y tỉnh thì triển khai cái công tác tiêm phòng tích cực khi thực hiện các biện pháp phòng dịch, thì trong đó có cái công tác tiêm phòng. Hiện nay chúng tôi đã tiêm được 40.000 liều vaccine lở mồm móng cho cái đàn gia súc trên địa bàn. Chủ yếu là chúng tôi tiêm trước cho đàn heo và tiêm 28.000 liều vaccine dịch tả cho cái đàn heo trên huyện, cũng như tiêm 3.000 cái liều vaccine cho đàn trâu bò. Thì hiện nay thì thực hiện các giải pháp đồng bộ, trong đó các công tác tiêm phòng được sự chỉ đạo cũng quyết liệt từ các cấp nhiệm kỳ địa phương cho đến cái lực lượng thú y địa phương, cho nên công tác tiêm phòng đã thực hiện rất tốt. Thì sau một cái thời gian tiêm phòng cho đến nay thì sau một tuần nay thì cái công tác cái vấn đề dịch bệnh hiện nay trên địa bàn xã nó đã lắng đọng. Vừa qua trên địa bàn huyện Xuyên Mộc đã có một số đàn heo bị nhiễm bệnh lở mồm long móng, thì không biết trạm thú y huyện đã xử lý như thế nào ạ? Là năm 15 tây tháng 3 năm 2019 thì trên địa bàn huyện thì nó rải rác thì nó xuất hiện các cái ổ dịch ở tại
8 hộ trên 6 ấp ở 4 xã Hòa Hội, Xuyên Mộc, Bôn Trang và Bương Riền. Thì sau khi nhận được cái tin báo của chính quyền địa phương, của thú y, của các xã, của người chăn nuôi, thì chúng tôi phối hợp với phòng nghiệp vụ của chi cục thú y tỉnh cũng như chính quyền địa phương, thì chúng tôi xuống kiểm tra các cái đàn heo mắc bệnh, nó có dấu hiệu nghi mắc bệnh. Sau đó thì và song song đến cái việc đó thì chúng tôi đề xuất chi cục thú y tỉnh lấy mẫu kiểm tra, xác định cái nguồn bệnh. Và đồng thời thì song song với cái việc đó thì với cái triệu chứng lâm sàng nó mắc, chúng tôi nghi nó mắc bệnh lở mồm móng, thì ngành nông nghiệp của huyện thì cũng thực hiện các giải pháp, thực hiện các cái quy định tại cái thông tư 07. Thì đầu tiên đối với các cái ổ dịch đó thì chúng tôi thực hiện cái việc tiêu hủy toàn bộ các gia súc mắc bệnh, cách ly những cái con khỏe ra theo dõi tiếp, và chúng tôi tiêu hủy toàn bộ các cái gia súc mắc bệnh. Thì tiếp tục là chúng tôi thực hiện cái việc tại các cái hộ có dịch ấy, thì thực hiện cái sát trùng tiêu độc 1 ngày 2 lần trong vòng 10 ngày. Đối với các cái ấp mà nó có dịch ấy, thì chúng tôi sát trùng tiêu độc mà mỗi ngày mỗi lần trong vòng 10 ngày liên tiếp. Và song song với cái việc đó thì chúng tôi thực hiện cái triển khai nhanh chóng cái tiêm phòng trong cái vùng có dịch, các xã chưa có dịch, các xã có cái vùng bị uy hiếp cũng như các vùng đệm chích vô cho tới ổ dịch, thì chúng tôi thực hiện cái tiêm phòng quyết liệt. Thì đó, chúng tôi thực hiện cái tiêm phòng song song đến đó thì việc đó là chúng tôi thực hiện cái sát trùng tiêu độc ở tất cả các cái xã còn lại. Đồng thời là các cấp chính quyền thì cũng tôi đã tăng cường cái việc công tác thông tin tuyên truyền về cái tác hại, cái việc là thực hiện cái 5-0 trong vấn đề chăn nuôi, trong cái các hộ chăn nuôi, các hộ có dịch. Đồng thời là chúng tôi cũng tiếp tục là kiểm tra, cũng thông tin, tăng cường cái hệ thống giám sát dịch trên địa bàn, thì để phát hiện nhanh và chúng tôi xử lý triệt để. Thì qua chỉ đạo quyết liệt của huyện, của các cấp chính quyền địa phương, của chi cục thú y tỉnh, thì qua một thời gian thì dịch, thì các ổ dịch nó cũng ở phạm vi 1-2 hộ gia đình ở trên một cái địa bàn xã, nhưng còn nó không có phát dịch ra trên cái diện rộng. Đến nay thì sau một tuần nay thì thực hiện đồng bộ các biện pháp về dịch thì nó cũng tạm lắng xuống. Thưa các vị khách mời, hiện nay thì các ngành chức năng luôn nhấn mạnh cái vai trò quan trọng của công tác kiểm dịch. Tuy nhiên thì thực tế hiện nay một số tỉnh, nhất là những tỉnh đang có dịch lở mồm long móng, thương lái sẽ cố tình trốn tránh các trạm kiểm dịch để vận chuyển gia súc bệnh ra khỏi địa bàn tỉnh để bán kiếm lời. Thưa ông Giao Văn Sĩ, thì chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh đã có những biện pháp gì để hạn chế tình trạng bệnh lây lan sang cái địa phương khác ? Trước cái tình hình mà diễn biến của gần là cái dịch trùng móng, và đặc biệt là cái bệnh mà nổi lên trên truyền thông cả nước ấy, đấy là bệnh dịch tả châu Phi. Thì cùng với các địa phương cả nước thì tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, chi cục cũng đã tham mưu ngay cho Sở Nông nghiệp và Ủy ban nhân tỉnh để triển khai đồng loạt các biện pháp kiểm soát chặt chẽ cái việc vận chuyển coi như là động vật và sản phẩm động vật, đặc biệt là đối với con heo ra vào địa bàn tỉnh. Thì các biện pháp triển khai, thứ nhất là Ủy ban tỉnh đã ra quyết định thành lập ba đội kiểm tra liên ngành, bao gồm có tham gia của cảnh sát giao thông là đội trưởng, rồi bên thú y là thú y, rồi kiểm soát quân sự, rồi các quản lý thị trường và các huyện thị là đều tham gia thành lập ở ba cái đội tra đường ngành ở ba cái trục đường chính là ở quốc lộ 51, 55 và 56. Đấy. Ngoài ra thì là Ủy ban nhân tỉnh cũng đã chỉ đạo cho bên lực lượng biên phòng và là hải quan là kiểm soát chặt chẽ các động vật, sản phẩm động vật mà vận chuyển vào địa bàn tỉnh bằng con đường thủy, đặc biệt là ở những cái điểm mà vận chuyển nhiều như bến đá, bến đình, rồi cảng Phú Mỹ, thì đây đã được kiểm tra rất chặt chẽ rồi, thầy cán bộ đang làm đấy. Đối với các con đường nhỏ lẻ thì ban tỉnh đã giao cho các huyện, thị, thành phố thì tùy tình hình là chỉ đạo triển khai công tác coi như là kiểm soát ở các đường nhỏ, và nếu khi các huyện thị thấy cần thiết thì sẽ xin ý kiến của ban tỉnh để thành lập hẳn những cái chốt tạm thời và có lực lượng trang của các ngành. Các
huyện thị, ủy ban các huyện thị thành phố ấy, thì đều đã các triển khai các đoàn kiểm tra liên ngành có sự tham gia của quản lý thị trường, thú y rồi ủy ban các xã thị trấn thì để kiểm tra chặt chẽ các việc mà cái nhập, đặc biệt là nhập heo vào các cơ sở giết mổ trên địa bàn. Thì do vậy thì đến nay thì về cơ bản thì chúng ta đã tăng cường và đã thực hiện tương đối có hiệu quả về công tác kiểm soát, coi như là cái để mà tránh trường hợp thương lái lợi dụng cái chuyện dịch bệnh này vận chuyển gia súc bệnh vào địa bàn làm tăng nguy cơ dịch, thì đã cơ bản chúng ta đã cơ bản thực hiện tương đối. Và đặc biệt là với lực lượng chuyên ngành là thú y ấy, thì hiện nay chúng tôi đã tăng cường cái nhân viên thú y xuống tận địa bàn cấp phường xã và hàng chiều vào cuối giờ chiều hàng ngày ấy, thì chúng tôi đã cho người đến kiểm tra từng cái lò mổ một để xác định cái nguồn gốc cũng như kiểm tra cái lâm sàng của con động vật trước khi đưa vào khu chờ giết mổ. Và hiện nay thì cái bệnh lở mồm long móng chưa có thuốc điều trị, vì vậy cái biện pháp hữu hiệu nhất là tiêm vaccine để phòng bệnh. Nhân đây thì các vị khách mời có thể cho người chăn nuôi được biết là cái lịch tiêm phòng vaccine lở mồm long móng cho đàn gia súc liều lượng như thế nào là phù hợp ạ? Này, cái vũ khí mà gần như tối tân nhất trong thời điểm này phòng chống lở móng đó là cái tiêm phòng. Và đối với cái người chăn nuôi Bà Rịa Vũng Tàu lại được một cái hưởng thụ, một cái rất thuận lợi, đó là chúng ta là một trong rất ít tỉnh trong cả nước mà được Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh quan tâm, là đã có hẳn một nghị quyết 25 về cái hỗ trợ phòng chống dịch bệnh trên gia súc gia cầm trên địa bàn tỉnh. Và trong đó thì đã có hẳn nghị quyết cho 5 năm lận thì là đã hỗ trợ cái vaccine lở mồm long móng, cái tiền công tiêm phòng, tiền xét nghiệm cho toàn bộ những cái hộ chăn nuôi gia súc nhỏ lẻ, tức là có cái tổng đàn dưới cái 200 con. Thì chúng ta có một cái lịch tiêm phòng là 2 đợt chính trong năm, đấy là lịch tiêm phòng vào tháng 4 và tháng 10 hàng năm. Ngoài ra để tránh cái trường hợp mà cái đàn gia súc mà phát sinh ấy, hoặc là đàn gia súc, vì trong cái đợt tiêm phòng chính thì có những cái con gia súc sẽ thuộc đối tượng là không tiêm phòng được, ví dụ như đang mang bầu giai đoạn cuối chẳng hạn. Thì như vậy thì hàng tháng thì coi như là chi cục thú y cũng đã phối hợp với các ủy ban nhân dân các huyện để mà triển khai tiêm phòng bổ sung cho những cái con gia súc phát sinh hàng tháng. Đấy, thì thành ra cái việc này thì bà con chăn nuôi chúng ta cũng cần lưu ý, đó là cái việc khi mà thứ nhất nói tức là chúng ta phải tiêm phòng đầy đủ 2 mũi. Ví dụ như tháng 4 chúng ta tiêm phòng mũi đầu thì đến đầu tháng 5 chúng ta báo lại cho thú y cơ sở để tiêm phòng mũi 2. Đấy, để đảm bảo an toàn. Và thứ hai nữa thì hàng tháng nếu mà có số lượng gia súc phát sinh, trong trường hợp chúng ta gia súc mới sinh ra hoặc là gia súc mới mua về, hoặc là gia súc coi như là cái đợt phòng chính chưa vì một lý do đó chưa tiêm được, thì chúng ta sẽ báo cho thú y cơ sở để thực hiện cái tiêm phòng bổ sung hàng tháng cho cái đàn gia súc nuôi của mình. Xin cảm ơn các vị khách mời ạ. Thưa các vị khách mời, khi mà bệnh lở mồm long móng xảy ra, không chỉ nó gây thiệt hại cho người chăn nuôi mà còn gây thiệt hại cho cả những người kinh doanh các sản phẩm từ gia súc và ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Như vậy thì việc theo dõi và phát hiện sớm vật nuôi mắc bệnh có vai trò quyết định bệnh như thế nào ạ? Thông thường gia súc nó có triệu chứng là sốt cao và nó chảy nước dãi hoặc nó nứt và cái kẽ móng chân nó bung ra, hoặc nó sưng nóng ngay cái vị trí đó, làm cho cái con vật nó có thể bỏ ăn hoặc nó đi khập khiễng. Mình rất là dễ nhận thấy trong cái đàn heo hay là đàn gia súc. Trước khi báo cho cơ quan thú y cũng như cơ quan chuyên ngành thú y địa phương thì nhà chăn nuôi phát hiện được con thú của mình nó bị bệnh hoặc có dấu hiệu bệnh lở mồm long móng thì mình phải áp dụng ngay những biện pháp sau đây. Thứ nhất là không vứt bỏ gia súc chết, gia súc bệnh. Thứ hai là không mua bán vận chuyển gia súc bệnh hay gia súc nghi mắc bệnh lở mồm long móng. Thứ ba là không được giết mổ tiêu thụ sản phẩm cũng như là cái gia súc chết không rõ nguồn gốc. Và một cái nữa là thực hiện ngay vệ sinh tiêu độc sát trùng
có thể khi mà xảy ra dịch đấy thì có thể một ngày sát trùng một lần, bà con mình tiến hành sát trùng một lần trong cái ổ dịch bệnh của mình, và nhanh chóng khai báo khi mà có yêu cầu của thú y địa phương cũng như cơ quan địa phương người ta hỏi tới thì mình cũng phải khai báo rõ ràng. Thưa ông Võ Gia Tân, hiện nay thì trên địa bàn huyện Xuyên Mộc, cái công tác tiêu độc sát trùng chuồng trại được các hộ chăn nuôi thực hiện như thế nào ạ? Hàng năm chúng tôi thực hiện cái sát trùng tiêu độc là 3 đợt chính theo kế hoạch của tỉnh cũng như theo kế hoạch phê duyệt của huyện, thì chúng tôi thực hiện 3 đợt chính. Mỗi một đợt thì chúng tôi sát trùng tiêu độc là 4 lần. Cái việc cái phạm vi sát trùng tiêu độc ở các hộ chăn nuôi, ở các cái nơi tập trung gia súc, những cái nơi mua bán vận chuyển gia súc trên cái địa bàn huyện, thì cái đó là cái lịch định kỳ. Ngày qua thì chúng tôi định kỳ thực, ngoài ra thì trong những cái đợt dịch như vừa rồi thì chúng tôi thực hiện cái sát trùng tiêu độc đối với ngay các cái hộ có dịch đó, thì là 2 lần trên một ngày, và đối với các cái ấp mà đang có dịch thì cứ sát trùng liên tục mỗi ngày mỗi lần trong vòng 10 ngày liên tiếp. Các cái vùng, các cái xã có vùng giáp ranh, vùng bị hiếp, xã giáp ranh đối với cái, thì chúng tôi cũng thực hiện cái sát trùng mỗi ngày mỗi lần trong 10 ngày liên tiếp, đó là trong những trường hợp có dịch. Còn cái định kỳ thì chúng tôi thực hiện cái định kỳ theo kế hoạch của tỉnh là một năm là 3 đợt như vậy. Thưa ông Giao Văn Sĩ, khi mà dịch bệnh xảy ra thì vấn đề người chăn nuôi giấu dịch rồi tuồn heo bệnh ra ngoài thị trường cũng hết sức quan ngại. Điều này có liên quan đến chính sách hỗ trợ tiêu hủy heo bệnh của ngành nông nghiệp. Như vậy thì ông có thể cho biết là trường hợp các hộ chăn nuôi có heo bị tiêu hủy thì sẽ được nhà nước hỗ trợ như thế nào ạ? Trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, chúng ta vẫn đã và triển khai thực hiện cái nghị định 02 năm 2016 của Chính phủ về cái hỗ trợ phòng chống thiệt hại do thiên tai dịch bệnh. Thì tỉnh đã được riêng ủy ban tỉnh Vũng Tàu đã cụ thể hóa bằng quyết định 2846 năm 2016, thì là đã quy định rất rõ về cái những cái phạm vi đối tượng được hưởng cái hỗ trợ của nhà nước trong phòng chống dịch. Cụ thể đối với cái bệnh lở cái đàn heo mà khi mà bị phải tiêu hủy để phòng chống dịch bệnh, các bệnh cho bộ nông nghiệp mà công bố phải công bố dịch ấy, đặc biệt như lở mồm long móng, thì tả châu Phi rồi heo tai xanh vân vân, thì là được hỗ trợ khi tiêu hủy là 38.000 đồng trên 1 kg. Nhưng ở đây tức là về cái mức tiền có thể được, nhưng mà ở đây là trong cái điều kiện, cái đối tượng hỗ trợ thì là áp dụng cho tất cả những cái cơ sở chăn nuôi trên bản tỉnh đấy, cũng không phân biệt khi dịch bệnh. Nhưng mà cũng bà con cũng chăn nuôi cũng lưu ý một điều, đó là cũng có điều kiện hỗ trợ, tức là bà con chỉ được hỗ trợ khi mà dịch bệnh xảy ra và chấp hành đầy đủ các công tác phòng chống dịch bệnh theo các quy định của hiện hành, thì như công tác chúng ta khai báo, chúng ta được thực hiện chấp hành công tác sát trùng tiêu độc tiêm phòng vân vân, thì khi dịch hành bệnh thì bà con sẽ được hỗ trợ theo cái định mức là 38.000 đồng 1 kg, đó là cái theo cái quy định hiện nay. Và cái thẩm quyền hỗ trợ thì trước đây thì do ủy ban dân cấp huyện, nhưng tuy nhiên thì hiện nay theo cái nghị định 02 và theo luật thú y thì cái việc ra quyết định tiêu hủy và quyết định hỗ trợ thì hiện nay là đã giao phân cấp về cho ủy ban nhân dân cấp xã, là cái đơn vị sẽ trực tiếp cái thành lập hội đồng tiêu hủy cũng như ra quyết định tiêu hủy và hỗ trợ cho bà con chăn nuôi khi dịch bệnh xảy ra. Xin được cảm ơn ông ạ. Thưa các vị khách mời, trước tình hình dịch bệnh lở mồm long móng xuất hiện trên địa bàn tỉnh và cái nguy cơ dịch tả heo châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh của chúng ta là rất cao. Nhân đây thì các vị khách mời có những khuyến cáo gì cho các hộ chăn nuôi, các hộ buôn bán, giết mổ và người tiêu dùng để cái việc mà phòng chống bệnh đạt được cái hiệu quả cao ạ? Cùng với cái tình hình mà căng thẳng của dịch tả châu Phi ấy, thì vừa rồi thì qua một số cái triệu chứng của cái chống dịch lở mồm móng và một số chứng bệnh heo, thì đối với Bà Rịa Vũng Tàu ấy, thì chúng ta cũng đã lấy mẫu để xét nghiệm cái bệnh dịch tả heo châu Phi. Và cho đến thời điểm hôm nay thì tất cả kết quả xét nghiệm dịch tả heo châu Phi và Bà Rịa Vũng Tàu đều âm tính. Tức là hiện nay chúng ta chưa có xuất hiện dịch tả heo Phi trên địa bàn tỉnh. Đấy. Còn
Riêng cái lượng móng như nãy anh Tân nói thì hiện nay về là cơ bản đã được các cấp, các ngành cùng với bà con nông dân chúng ta đã từng bước và hiện nay là đã đạt một kết quả ban đầu khá quan trọng. Đấy là trải qua 8 ngày chúng ta không phát sinh ổ dịch. Đấy là một cái mừng bà con. Chính vì vậy thì tôi cũng có một cái khuyến cáo với cái người tiêu dùng thôi. Đó là hiện nay thì đối với Bà Rịa Vũng Tàu thì đang công tác phòng chống dịch đang được các cấp ngành cùng với các địa phương và được sự quan tâm của Ủy ban đặc biệt là của Ủy ban nhân tỉnh đang rất tích cực triển khai các công tác và phòng chống dịch ở trong tỉnh cũng như ngăn chặn các dịch bệnh nguy hiểm đặc biệt là dịch tả heo châu Phi và các lở mồm móng ở các tỉnh khác vào địa bàn tỉnh mình. Vì vậy coi như là về cơ bản những cái sản phẩm mà thịt heo nói riêng và sản phẩm gia súc gia cầm ở trên bàn tỉnh mà đã qua công tác kiểm soát của các cơ quan chức năng thì là đều là hiện nay đang ở mức độ rất an toàn cho người tiêu dùng. Thì vậy thì cũng khuyến cáo bà con chăn nuôi cũng như người tiêu dùng đừng quá lo lắng về cái thông tin dịch bệnh mà dẫn đến tình trạng là quay lưng với sản phẩm thịt heo. Và thực sự mà nói thì hiện nay sản phẩm cái heo hiện nay là đang giá đang khá tốt cho người tiêu dùng, có ảnh hưởng một chút cho người chăn nuôi nhưng mà lại khá tốt cho người tiêu dùng. Thì đúng là cái thời điểm thực sự nói khi chúng ta sản phẩm an toàn mà giá cả thuận lợi thì người tiêu dùng hãy yên tâm là sử dụng những cái sản phẩm của động vật mà đặc biệt kể cả thịt heo mà đã được các cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ. Vâng, xin được cảm ơn ông Giang Văn Sĩ. Thưa ông Võ Gia Tân, thì về phía địa bàn huyện Xuyên Mộc thì ông có những khuyến cáo gì cho các hộ chăn nuôi cũng như là những người tiêu dùng không ạ? Vừa qua thì trước những cái thông tin về dịch bệnh dịch tả heo châu Phi ở trên các tỉnh phía Bắc cũng như là tình hình dịch lở mồm móng trên địa bàn huyện thì cái sức mua trên địa bàn huyện giảm rất nghiêm trọng. Cái sản lượng giết mổ ở tại các mổ giảm hơn 50%. Người tiêu dùng có cái xu hướng là quay lưng lấy lại thịt heo. Nhưng mà cái thực tế rằng là như ông Sĩ nó mới trình bày rằng cái vấn đề hiện nay là chúng ta sử dụng các cái sản phẩm chăn nuôi sạch, cụ thể là các loại thịt heo thì đều hiện nay trên địa bàn huyện Xuyên Mộc thì tất cả các sản phẩm thịt heo đều được qua kiểm soát của cơ quan thú y. Chúng tôi cái quy trình như ông Sĩ cũng nãy cũng đã trình bày kiểm tra rất là chặt từ cái đoạn vào cho đến là cái lúc ra, chúng tôi kiểm soát rất là chặt chẽ, cho nên là cái người tiêu dùng trên địa bàn huyện nói riêng cũng như trên địa bàn tỉnh thì chúng ta cũng an tâm sử dụng các cái sản phẩm chăn nuôi. Còn riêng đối với các người chăn nuôi để phòng chống dịch tả heo châu Phi hay là dịch lở mồm móng thì thực tế mà nói thì chúng ta cũng như anh Sĩ trình bày thì tôi nói thêm là bây giờ đối với bệnh lở mồm móng thì cái giải pháp căn cơ nhất là vẫn là tiêm phòng vaccine và chúng ta thực hiện các giải pháp về an toàn sinh học. Đối với phòng chống dịch tả heo châu Phi cũng thì hiện nay nó vẫn chưa có vaccine thì rõ ràng chúng ta để người chăn nuôi thì chúng ta để đảm bảo phòng chống các bệnh thì chúng ta phải thực hiện cái giải pháp an toàn sinh học. Xin được cảm ơn những khuyến cáo của các vị khách mời rất nhiều ạ. Thưa quý vị, bệnh lở mồm long móng trên đàn gia súc sẽ gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi nếu không được phát hiện và phòng trừ kịp thời. Vì vậy, muốn đàn gia súc lớn nhanh, khỏe mạnh, bà con cần tăng cường công tác chăm sóc, thực hiện tiêm phòng vaccine theo định kỳ, thường xuyên sát trùng, tiêu độc chuồng trại. Trường hợp phát hiện gia súc có dấu hiệu của bệnh lở mồm long móng phải báo ngay cho các cơ quan thú y để có biện pháp xử lý kịp thời, tránh dịch bệnh phát tán, lây lan trên diện rộng. Hy vọng những kiến thức mà các vị khách mời vừa cung cấp sẽ giúp quý vị thực hiện tốt công tác phòng chống dịch lở mồm long móng nói riêng và các loại dịch bệnh nói chung. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Xin chân thành cảm ơn các vị khách mời đã dành thời gian cho chương trình của chúng tôi. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin thân ái chào tạm biệt.